Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Người dân Việt Nam lo lắng khi trên sản phẩm Coca-Cola ở Việt Nam ghi không được xuất cảng. Tờ báo Vietnamnet ngày 24 tháng 4 năm 2019 loan tin, thời gian gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao khi phát hiện ra dòng nằm trên bao bì của nhiều sản phẩm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam với nội dung dành riêng cho thị trường Việt Nam không được xuất khẩu. Dòng chữ trên được in trên các sản phẩm như là Coca-Cola, Fanta và Sprite. Trong khi đó, một số dòng sản phẩm nước đóng chai khác không hề có dòng chữ nào với nội dung tương tự như trên. Điều này đã khiến cho nhiều người tiêu dùng lo lắng. Chị Minh Tú, một khách hàng của Coca-Cola thắc mắc tại sao Coca-Cola ở Việt Nam lại không được xuất cảng, tiêu chuẩn sản xuất tại Việt Nam khác ở ngoại quốc ra sao. Khi so sánh với lon nước ngọt Coca-Cola được sản xuất tại các nước khác, nhiều người thấy rằng giá Coca-Cola ở Việt Nam được bán thấp hơn. Điển hình, một lon Coca-Cola có thể tích là 500ml, thưa quý vị, được sản xuất ở Nhật và bán tại Việt Nam là 49.000 đồng. Còn một lon Coca được sản xuất ở Việt Nam với thể tích là 330ml, được bán với giá là 9.000 đồng. Ngoài ra, thành phần nguyên liệu in phía ngoài sản phẩm giữa hai lon Coca-Cola ở hai nước cũng có sự khác nhau. Giải thích về vấn đề trên thì đại diện của công ty Coca-Cola Việt Nam khẳng định, sản phẩm này sản xuất tại Việt Nam chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam. Điều này không thể hiện sự chênh lệch về chất lượng của các dòng sản phẩm. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.